Theo tin của hãng thông tấn UPI, cơ quan thống kê dân số Mỹ tuyên đoán rằng dân số Mỹ sẽ tăng ở mức 1 người cứ mỗi 18 giây đồng hồ vào lúc bắt đầu của năm 2018. Nguồn tin này cho hay trên khắp nước Mỹ sẽ có một đứa trẻ ra đời cứ mỗi 8 giây, một người qua đời cứ mỗi 10 giây và có thêm một người khác qua việc di dân quốc tế cứ mỗi 29 giây trong năm 2018. Sở thống kê cũng nói rằng dân số của toàn thế giới sẽ lên tới 7 tỷ người vào tháng 1, tháng Giêng năm 2018. Cho thấy có sẽ gia tăng 78 triệu người so với ngày đầu năm 2017. Cũng theo ước đoán của cơ quan này, thì có sẽ có 4.3 trẻ em ra đời và 1.8 người qua đời cứ mỗi giây đồng hồ trên toàn thế giới trong tháng Giêng của năm 2018.